Thammam saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Sangham saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Tutiyampi punthang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Tutiyampi thammam saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Tutiyampi sangham saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tatiyampi punthang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyampi thammam saranam gacchami, con đem hết lòng thành xin quy pháp lần thứ ba. Tatiyampi sangham saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Tỳ Saranaka năng nịch thị tăng các vị tam bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu. Amavante, dạ chúng con xin vâng. Banatibata Veramanisikabhanasamadhyami, còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Adinnadana Veramanisikabhanasamadhyami, còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Kamesumicchāchāraṁ Veramanisikabhanasamadhyami, còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Musāvādāṁ Veramanisikabhanasamadhyami, còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối. Surāmerayamañca pamādaṭṭhānāṁ Veramanisikabhanasamadhyami, còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự việc uống rượu và các chất say. Panatipata Veramanisikabhanasamadhyami, con xin vâng giữ điều học là của ý tránh xa sự sát sanh. Adinnadana Veramanisikabhanasamadhyami, con xin vâng giữ điều học là của ý tránh xa sự trộm cắp. Kamesumicchāchāraṁ Veramanisikabhanasamadhyami, con xin vâng giữ điều học là của ý tránh xa sự tà hạnh. Musāvādā Veramanisikabhanasamadhyami, con xin vâng giữ điều học là của ý tránh xa sự nói dối. Surāmerayamañcappamādaṭṭhānāṁ Veramanisikabhanasamadhyami, con xin vâng giữ điều học là của ý tránh xa sự dậy vui uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha badani sadu kanka toanga bamade nanikya kalang samarak thitap bang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới đã tam bảo rồi, phải ráng quân giữ hành theo chư đạo trong sạch, đừng có dễ vui. Amavante, dạ chúng con xin vâng. Sile na sugatinjanti, sile na phokasampadan, sile na niputinjanti tasman, silang quý sô thác dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ.
sa thứ sa thứ lành thai un ta mong ghê na quan đê hân pa đà phan xuân vào luân ta mong un thế yo ca li tu đô so un thu ca ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mang ghe na wan de hong tham man cha du vi thân quá răng tham me yo kali tu do so tham mo kama tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mang ye na wan de hang sang khan cha tu vi thot ta mang sang khe yo kha li tu do so sang khu kha ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xả tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh ngài Trí Đức chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con được tròn đủ phước báo. Con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Tho sa ri bồ tô cha đặc khi nê wa ma ăn se mok ga la no pu ra tô bi đa ca thi yam ba chi me ma ma an an đô khi na sa wa cha tôn đi sa sa man ta lo ka ba la cha in đa đê wa sa pram ma ka e te sa nga nu pa we na sa pe pha ya u ba đa wa ne ka an ta ra ya bi vi na san tu a se Sa tôn đức ngự trên đầu, quay mặt xá lợi phất, quay trái kiền liên hầu. Trước mặt là tâm tạng, sau lưng a nan chầu, bốn phương a la hán, đế thích lẫn phạm thiên, do oai lực pháp màu. Hộ trì cả năm châu, rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Sô a tha la tho su vi tổ pa ro no ho bồ tha sa cha ne a ro go su vi tổ ho i sa sa pe nha ti pi sa a tha la tha su vi tổ pa ro na ha bồ tha sa cha ne a ro ga su vi tổ ho i sa sa pe nha ti pi te a tha la tha su vi tổ pa ro na ha bồ tha sa cha ne a ro ga su vi tổ ho tha sa sa pe Hị nhà tị phiên cầu xin cho các tiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các tiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thứ lành thai. Chúng con thành kính tri ân ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con ngày hôm nay. Akasantha cha bhummantha devanaga mahittika punyanno anumodantu chiran rakhantu sasanam. Akasantha cha bhummantha devanaga mahittika punyanno anumodantu chiran rakhantu lokaru. Akasantha cha bhummantha devanaga mahittika punyanno anumodantu chiran rakhantu nyatayo. Akasantha cha bhummantha devanaga mahittika punyanno anumodantu chiran rakhantu panino. Akasantha cha bhummantha devanaga mahittika punyanno anumodantu chiran rakhantu no sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Lòng vương thần lực có nhiều,
đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngộ hầu vô sanh. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện hình tam học giới định tệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệm chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kề liền kiếp sau. Nếu trẻ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ động giác làm sao cùng thành. Y đằng nô nha, ti đằng hô túc sư ký ta hô túc nha vô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đạo quả vãng, cầu mong cho các vị ấy hành được sự an vui. Y đằng quát ta mê quân nhân, à sa quát ca già quát hằng hồn túc. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà chúng con đã tạo, con kính dâng đến chư tu đức tăng, con kính dâng đến ngài Trí Đức, ngài Quán Thông, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, thầy kinh, nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an, đạo quả sớm viên thành. Con kính dâng quả phước này đến chư thiên người ở mười muôn triệu thế giới xa bà, vua trời đế tích chư vương, xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước báo thanh cao này. Con kính chư phước đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama. Y đằng nô phun nhân, Nibbana nasa bát chát yo hồ túc. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Xa thức lành thai. Giờ lễ bái đã, tam bảo đã hoàn mãn. Con kính tri ân ngài Trí Đức, con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ thưa con, chưa có thấy thầy kinh vào, con kính dâng mic lại đến cô Nhật Quỳnh ạ. Dạ, chú sa thưa kính cảm ơn sư Tina. Dạ, cảm ơn chị Meta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính lãnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Dạ, cảm ơn chị Na. Con thành kính lãnh lễ ngài Trí Đức. Cùng chư tôn đức tăng hiện diện trong đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào thầy kinh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan nghỉ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy bổn giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sếp Thina đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, bây giờ thầy kinh đã vào đạo tràng, mời Thina thỉnh pháp sư nha. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư ạ.
Nam mô tha sa pha va va tu a ra ha tu sam ma sam phu tha sa. Nam mô tha sa pha ga va tu a ra ha tu sam ma sam phu tha sa. Nam mô tha sa pha ga va tu a ra ha tu sam ma sam phu tha sa. Brahma chaloka thi pati saham pati katan chaliyan thi varang ayajatam santi thasantam parajam khajatika de se tu thammang anukampimang phajang santhamma pherin vinayan cha kayan suntan cha bantang abitham majammang akutayantu cha tu san cha nandam pampu thanayye parisayamamche. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dí hơi, nguyện lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lọc giả ngài dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy tín giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giam vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hành còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành lưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nơi đàn tử bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính, con thỉnh thầy Kinh Đăng Đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng mic đến thầy. Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Bụt Thầy nhé. Bạc Mô Thầm Mai, Bạc Mô Sài Hà. Kính lễ Sư Lý Đức, kính chào tất cả quý vị. Hôm nay mình tiếp tục ôn tập ha, ôn tập lại Vi Diệu Pháp. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo Tất Tắc. Arahaṃ Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivadayami Svākhyāto bhagavatā sammo dhammaṃ namassāmi Supatibhanno bhagavato sāvakasangho saṅghaṃ namāmi Sammāsambuddhamattulaṃ sasattamāganuttamaṃ Abhivādipāsissaṃ abhidhammattasangha. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con sẽ nói về những gì chứa đựng trong Vi Diệu Pháp. Một là giá là hồ thầm mẹ. Cái nội dung chương trình chúng ta cũng lúc nào đọc Bali ha, và sau đó đối vui có thưởng. Bây giờ chương trình đối vui có thưởng cho quý vị ôn bài ôn tập luôn. Và xin mời có Dịch Quỳnh bắt bài mời tất cả quý vị nha. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khả Dạ. Dạ trước hết, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ con kính chào Thầy Kinh. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cũng xin đọc phần Bali hôm nay. Samut Chaya Sangha Vipha Go
những phân loại theo Abhidhamma. Đoà sát ta ti vi thà vút tà vát thu thầm mà sa lạc khá nà tê sang đà ni yá thà vô găng bá vát khà mi sa mút cha dăng 72 pháp một tâm cộng 52 tâm sở cộng 18 sắc thực tính cộng một niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala sangha ho mitsaka sangha ho bodhibakhi ya sangha ho sabba sangha ho chati samuccaya sangha ho chattabbitho ve di tappo. Toát yếu các phân loại phải được hiểu là có bốn. Toát yếu những loại bất thiện pháp, toát yếu những loại pháp hỗn hợp, toát yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, toát yếu những pháp linh tinh. Ca thằng akusala sangha hệ ta chấp ta ro asawa ca ma sa wo pha wa sa wo đích tha sa wo a wích cha sa wo. Như thế nào để khởi đầu trong toát yếu những loại pháp bất thiện có bốn lậu, có bốn hoặc lậu? Một, tham dục, dục lậu. Hai, luyến ái, duyên theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. Ba, tà kiến, kiến lậu. Và bốn, vô minh, vô minh lậu. Vậy con đã sắp đọc xong đoạn 1. Con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn đạo tràng. Con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ, con kính linh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính linh lễ Sư Trí Đức, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ. Kính chào thầy Kim, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Chát ta ro o ka ka mok ko pha ho ko dit tho ko a wit jo ko. Có bốn bậc lưu: dịch bậc, hữu bậc, kiến bậc, vô minh bậc. Chát ta ro yo ga ka ma yo go pha hoa yo go dit thi yo go a wit cha yo go. Có bốn trói buộc tứ kết: dịch kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chát ta rô gan tha a phích cha ca ya gan tho vi a pa do ca ya gan tho si lắp pa ta pa ra ma so ca ya gan tho y đăng sắc cha phi ni re so ca ya gan tho. Có bốn thắt chặt tứ phượng: một, thắt chặt vào tham dục, tham ái, thân phượng. Hai, thắt chặt vào oán ghét, sân độc, thân phượng. Ba, thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm, giới thủ phật, thân phượng. Bốn, thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, ngã kiến thân phượng. Chấp ta rô u pa đà na ca mu pa đa nàng đít thu pa đà nàng si lắp bát thu pa đà nàng áp ta hòa đu pa đà nàng. Có bốn chấp thủ: tứ thủ, một dục thủ, hai kiến thủ, ba giới cấm thủ và bốn ngã chấp thủ. Cha ni qua ra na ni ca mắt chàn đa ni qua ra nàng già và đa ni qua ra nàng thì na ni tha ni qua ra nàng út thất chắc cúc út chấp ni qua ra nàng út chi kích cha ni qua ra nàng út cha ni qua ra nàng. Có sáu trường cái chướng ngại: một, tham dục cái; hai, sân độc cái; ba, hung thủy cái; bốn, cạo hối cái; năm, hoài nghi cái; và sáu, vô minh cái. Dạ, cảm ơn chị Quỳnh đã post bài. Con kính tri ân thầy Kinh, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin xuống mic ạ. Xin mời vị kế tiếp.
ngôi Tam Bảo, con kính cảnh lễ ngài chính thức, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào thầy kinh và chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Đoạn 3. Satta nusaya kamara ga nusayo vavara ga nusayo patika nusayo mana nusayo ditta nusayo vichikicca nusayo avichikicca nusayo. Có 7 tùy miên, tiền miên, tâm tánh ngụ ngâm. 1. Ái dục tùy miên. 2. Ái hữu tùy miên. 3. Phẫn uất tùy miên. 4. Ngã mạn tùy miên. 5. Tà kiến tùy miên. 6. Hoài nghi tùy miên. Và 7. Vô minh tùy miên. Tassasam yojana nikamara ga sam yojana rupara ga sam yojana arupara ga sam yojana patika sam yojana mana sam yojana tinh thi sẵn dù chát năng si lắp phá tắp phá ra mà xa sẵn dù chát năng vi chích thích chà sẵn dù chát năng ún thắc chá sẵn dù chát năng áo ích chà sẵn dù chát năng xuất tàn tê. Theo kinh tạng có 10 thần thúc triền dây trói buộc. 1. Ái dục triền. 2. Ái sắc triền. 3. Ái vô sắc triền. 4. Phận uất triền. 5. Ngã mạn triền. 6. Tà kiến triền. 7. Giới cấm thủ triền. 8. Hoài nghi triền. 9. Phóng dật triền. Và 10. Vô minh triền. Dạ, con đã đọc xong. Con kính tri ân quý ngài thầy và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, con kính lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ ngài Trí Đức, con kính chào thầy kinh cùng quý đạo hữu, con xin đọc ạ. Alo. 4. Aparanidassa samyojana nikamaraga samyojana pha Qua ra rát sẵn dù cha nặng ta ti khá xa. Sẵn dù cha nặng nạ mà na sẵn dù cha nặng đi thi sẵn dù cha nặng. Sì la bát ta ta bát ta pa ra xa mà xa chẳng dù cha nặng quy kí quy chi kí cha sẵn dù cha nặng ít xa. Isa sang jo cha nang machari ya sang jo cha nang avicha sang jo cha nang avithamme. Em xin bài ạ. Theo vi diệu pháp Avithamma có 10 thắng thúc dây trói buộc khác. 1. Luyến ái theo dục lạc. 2. Luyến ái theo kiếp sinh tồn. 3. Sân hận. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Chấp thủ những nghi lễ, những lễ nghi và thức nghi thức sai lầm. 7. Hoài nghi. 8. Ganh tị. 9. Sam tham và 10. Vô minh. Đa sa ki lệ ki lệ sa lô phô đô sô mô hô ma nô đi thi quyết chi quyết chi kích cha thi năng út thất chẳng ai ai ri chẳng ano tát
tăng, có 10 ô nhiễm phiền não, 1 tham ái, 2 sân hận, 3 si mê, 4 ngã mạn, 5 tà kiến, 6 hoài nghi, 7 hôn trầm, 8 phóng dật, 9 hổ không hổ thẹn tội lỗi và 10 không sợ hậu quả của tội lỗi. À sa quả đi su pa thế na ca ma pha quan pha qua na me na tap ba thu ca tap ba thu ca tam ha a phi pe pa si la tap pa ra ma so i i i đam sa i đam sa cha hi ni we so at ta qua du du pa da nang cha ta tha qua pa qua tang đi thi ga tam mi qua pa vu cha ti. Nơi đây trong sự phân loại các ô nhiễm, câu luyến ái theo dục lạc và luyến ái theo kiếp sinh tồn, hàm xúc lòng tham ái dựa trên đó cũng thế ấy. Chấp thủ những lễ nghi và những nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý. Và chấp thủ thuyết linh hồn, trường cửu, hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ, con đã xong. Con xin xuống mic, con về mic cho vị kế tiếp ạ. Con kính tri ân thầy và quý. Dạ, sa thú kính cảm ơn Thành Hoàng. Nam Mô Bích Hà Giá. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức. Được mình kính chào đàn giác. Cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn chị Meta, cảm ơn Thiện Vũ. Cảm ơn Thành Hoàng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, còn vị nào chưa ông bài xin đưa bàn tay lên. Quang Thanh mới vào nè, có đọc bài được không Quỳnh? Kim Nhung nữa, Thiên Vũ xà thủ, dạ mời Thiên Vũ nghe. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính chào thầy kinh, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài ngày hôm nay ạ. Đoạn 1. Samuchaya Sanghaha Vipago. Những phân loại theo Abhidhamma. Đoa Sattati Vitha Utta Vattu Thamma Salakkhana Te Sang Dani Yatha Yogang Bhavakhami Samuchayang. 72 pháp, một tâm cộng 52 tâm sở cộng 18 sắc thực tính cộng một niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akala Sanggaho, Misaka Sanggaho, Bodhipakkhiya Sanggaho, Sabba Sanggaho, Chati Samuchaya Sanggaho, Chaturbhiho, Veditabbo. Tóm yếu, các phân loại phải được hiểu là có bốn. Tóm yếu, những loại pháp hỗn hợp, tất yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, tất yếu những pháp linh tinh, ca thằng akusala sang gahe ta hoa chắp ta ro a sa hoa ca ma sa vô pha hoa sa vô đít tha sa vô awicca sa vô. Như thế nào để khởi đầu? Trong tóp yếu, những loại pháp bất thiện có bốn hoặc lậu. Một
tham dục, dục lậu. 2. Luyến ái, duyên theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. 3. Tà kiến, kiến lậu. Và 4. Vô minh, vô minh lậu. Dạ, con đã đọc xong bài. Con có sai, con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ. Đỉnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đỉnh lễ Sư Trí Đức, con kính đỉnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào thầy, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc bài 2. Chát ta ro o kha ka mo kho pha vô kho dít thô kho a quy chô kho cục lực. Dạ đạo tràng không còn nghe âm thanh nụ cười của Kim Nhung, mời Kim Nhung cầm bút trở lại ạ. Dạ alo ạ. Dạ con bị rớt mạng hồi nào con không hay. Dạ con xin đọc lại. 2. Ta ro o kha ka mo kho pha go go kho dit tho kho a quy cho kho. Có 4 bộc lưu: 1. Dục bộc, 2. Hữu bộc, 3. Kiến bộc, 4. Vô minh bộc. Chát ta ro yo ga ka ma yo kho pha wa yo go dit thi yo go a quy go. Có 4 trái kết: dục kết, hữu kết, tà cô minh kết. Chát tà rô gần thà chà cà giá gần thô gia ba đô cà giá gần thô si lắp ra ma sô cà giá gần đi đằng sách chà phi ni quê sô cà giá gần thô. Có chặt tứ phược: 1. Thắt chặt vào tham dục, 2. 1. Thắt tham dục, tham ái thân phược, 2. Thắt chặt vào oán ghét, sân độc thân phược, 3. Thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm, cấm thủ, giới thủ thân phược, 4. Thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin chỉ có đây là chân lý, ngã kiến thân phược. Ta ro u ba da u ba da nang u ba da nang si lap ba tu ba da nang ta wa du ba nang. Có 4 chấp thủ: tứ thủ, 1. Dục thủ, 2. Kiến thủ, 3. Giới cấm thủ và 4. Ngã chấp thủ. Ni warana ni ka mai chan da da ni waranang ya ba da ni waranang thi na ni tha ni wan ut tha cha kuk kut cha ni wan vi chi kik cha ni waranang a vi cha ni waranang. Có 6 triền cái: chướng ngại, tham dục cái, ham độc cái, 3. Hôn thủy cái, 4. Trạo hối cái, hoài nghi cái và 6. Vô minh cái. Dạ, con đã xong ạ. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, cảm ơn chị Nhật Huỳnh post bài. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Xin mời vị kế tiếp.
Dạ, sa thủ kính cảm ơn Thích Kim Nhung. Quang Thanh có nghe được không Quang Thanh? Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Hạnh Quang, cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Quang Thanh có nghe được không? Nếu nghe được thì cho Nhục Quỳnh một tín hiệu, Nhục Quỳnh nhường mic cho. Dạ, cảm ơn Xích Hồng Mai. Dạ. Bây giờ Kim Lương có nghe được không? Mến chào Trong Nguyễn. Kim Nhung không nghe được. Dạ, Đào Tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Thanh Hoàng. Trong Nguyễn mới vào có đọc bài được không Trong Nguyễn? Quang Thanh nghe được rồi nè. Dạ, kính cảm ơn Hư Không, cảm ơn Quang Thanh, cảm ơn chị Meta. Quang Thanh nghe được rồi, có đọc bài không? Có đọc bài không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Nhật Quỳnh nhường mic cho nghe. Dạ, alo, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư hiện diện cho đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào thầy kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Sát Ta nu sa ra ka ma ra ga nu sa ru pha hoa ra ga. Dạ hết nghe rồi Quang Thanh ơi, Quang Thanh có thể chạy ra rồi vào lại không Quang Thanh? Dạ. Dạ, dạ bây giờ Nhục Quỳnh tranh thủ Nhục Quỳnh đọc bài. Rồi sau đó thì Châu Nguyễn đọc bài, Nhục Quỳnh bút bài xong, Châu Nguyễn trực máy cho Nhục Quỳnh chút xíu nha. Nghe Châu Nguyễn, dạ. Dạ, con xin được phép được đọc đoạn 3. Nãy giờ quý vị em bị rớt mít hoài, nhất là Quang Thanh. Nên để em không mất thời gian, con xin được con bài câu đoạn 3. Sata nusaya ka yara ga nusaya pha gara ga nusaya bati kha nusaya mana nusaya ditha nusaya vichikicca nusaya avicca nusaya. Có bảy tiềm miên tâm tánh ngủ ngầm. Một, ái dục tùy miên. Hai, ái hữu tùy miên. Ba, vận uất tùy miên. Bốn, ngã mạn tùy miên. Năm, tà kiến tùy miên. Sáu, hoài nghi tùy miên. Và bảy, vô minh tùy miên. Đa sa sam yo cha na ni ca ma ra ga sam sang yo cha năng Rù ma ra ga sẵn dơ cha năng a rù ma ra ga sẵn dơ cha năng ma ti ga sẵn dơ cha năng ma na sẵn dơ cha năng địch ti sẵn dơ cha năng si lắp bát tắc ma ra sa sẵn dơ cha năng vi chi ki cha sẵn dơ cha năng ụt hạt cha sẵn dơ cha năng a quy cha sẵn dơ cha năng su tanh tê. Dạ
Rồi Kim Dung này không nghe nữa rồi. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được kính hiệu. Theo kinh tạng có 10 thần thúc triền dây trái buộc. 1. Ái dục triền. 2. Ái sắc triền. 3. Ái vô sắc triền. 4. Phẫn uất triền. 5. Ngã mạn triền. 6. Tà kiến triền. 7. Giới cấm thủ triền. 8. Hoài nghi triền. 9. Phong vật triền. Và 10. Vô minh triền. Và Nhật Quỳnh đã đọc xong đoạn 4. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn thầy kinh. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Mời bàn tay cho Nguyễn Ngan. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Dạ con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu, con xin phép được đọc bài. Con cảm ơn cô Nhật Hoàng ạ. Abarani dasa sang yo jana nikamara ga sang yo janang vavara ga sang yo janang patiha sang yo janang mana sang yo janang ditthi sang yo janang sila patapara ma sa sang yo janang vichikicca sang yo janang isa sang yo janang macchariya sang yo janang avicca sang yo janang. Amen. Theo vi diệu pháp Abhidhamma có 10 thần thúc dây trói buộc khác. 1. Luyến ái duyên theo dục lạc. 2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn. 3. Sân hận. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Chấp thụ những lễ nghi và nghi thức sai lầm. 7. Hoài nghi. 8. Ganh tị. 9. Sang tham và 10. Vô minh. Đa xá ký lê xa lô phô đô sô mô hô mà nô đích thí quý chí kích trà thì năng út thắc trần á hí rít cần á nốt tấp bằng. Có 10 ô nhiễm phiền não. 1. Tham ái. 2. Sân hận. 3. Si mê. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Hoài nghi. 7. Hôn trầm. 8. Phóng dật. 9. Không hổ thẹn tội lỗi. Và 10. Không sợ hậu quả của tội lỗi. Asa wa di su pa ne tha ka ma pha wa na me na tat pat thu ka tan ha a thi pe ta si la pa ta pa ra ma so i dang sak cha phi ni we so a ta wa du pa da nang cha ta tha pa wa tang di thi ga ta me wa pa wu cha ti. Nơi đây, trong phận sự, các loại ô nhiễm vân vân, cầu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hàm xúc lòng tham ái dựa trên đó. Cùng thế ấy, chấp thụ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý và chấp thụ thuyết linh hồn trường cửu, chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ thưa con đã đọc xong, dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ.
mô Bồ Tát, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, dạ. Dạ xin xin niệm từ đọc bài, dạ, để em post bài ạ. Dạ sa tu ạ. Dạ. Cảm ơn chư nguyện. Dạ Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang vừa vào đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào lễ thầy kinh, và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho niệm từ biết phân tâm rõ. Dạ, con xin đọc bài học hôm nay, cảm ơn cho Nguyễn đưa bài học lên ạ. Samuchaya Sangaha Vipago những phân loại theo Abhidhamma. Đo sắc tá quý tha vút tà quắc thu thầm mà xa lắc khắc nà tê sang đà giá thà dù gần bá quắc khà mi sa mu cha dần. 72 pháp, 1 tâm cộng 52 tâm sở cộng 18 sắc thực tính cộng 1 nhíp băng đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala Sangaho, Misala Sangaho, Bodhi Bakhi Ya Sangaho, Sappa Sangaho, Chati Sumuk, Chaya Sangaho, Chatuk Pitho, Veditappo. Tốt yếu các loại phân loại phải được hiểu là có bốn. Tốt yếu những loại bất thiện pháp, tốt yếu những loại pháp hỗn hợp, tốt yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, tốt yếu những pháp linh tinh. Các thần Akusala Sangahe Tào Quá chắc tà rồ, à sa hòa cà mà sa hồ, phá hòa sa hồ, đích thà sa hồ, ắc trà sa hồ, như thế nào để khởi đầu trong tốt yếu những loại pháp bất thiện có bốn hoặc lậu. Một, tham dục, dục lậu. Hai, luyến ái, duyên theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. Ba, tà kiến, kiến lậu. Và bốn, vô minh là lậu. Dạ, con đã đọc bài xong, con có sai. À, mong thầy kinh và đạo tràng chỉnh sửa lời dùm con. Dạ, cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, xin mời các bạn kế tiếp ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Bồ Tát giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ thưa, dạ con không biết đạo tràng còn ai đọc bài nữa không ạ, tại con vô trễ. Dạ, dạ, dạ mời xin Nguyên Như ạ, dạ, dạ.
Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Dạ con xin kính đảnh lễ Ngài Thế Đức. Dạ con xin kính lễ Thầy Kinh. Con xin kính lễ Sư Tuệ Đức. Dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Chattaro Oka Gamoko Fawoko Tittoko Awichoko. Có bốn bọc lưu. Một, dục bọc. Hai, hữu bọc. Ba, kiến bọc. Bốn, vô minh bọc. Chattaro Yoga Kama Yoga Phá Quá Yoga Tích Thí Yoga Avijja Yoga. Có bốn trói buộc. Tứ kết, dục kết, hữu kết, tài kiến kết, vô minh kết. Chattaro Gần thà Aficha cà giá gần thô Và bà đồ cà giá gần thô Silapatabara maso cà giá gần thô Y đằng sát trà phí ní quê sô cà giá gần thô. Có bốn thắt chặt tứ phược. Một, thắt chặt tham dục, tham ái thân phược. Hai, thắt chặt vào oán ghét, sơn độc thông thân phược. Ba, thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm, giới thủ thân phược. Bốn, thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, ngã kiến thân phược. Chattaro upadana kamupadana dittupadana silappatupadana attawatupadana. Có bốn chấp thủ. Tứ thủ. Một, dục thủ. Hai, kiến thủ. Ba, giới cấm thủ. Và bốn, ngã chấp thủ. Chani Varanani Kamachandani Varanang Yabadani Varanang Thì Namithani Varanang Uthacha kuk chan ni varanang Uchikicha ni varanang Uchikicha ni varanang. Có sáu triền cái chướng ngại. Một, tham dục cái. Hai, sân độc cái. Ba, hôn tùy cái. Bốn, trạo hối cái. Năm, hoài nghi cái. Và sáu, vô minh cái. Và con đã đọc xong. Kính tri ân em Châu đã post bài. Con xin kính tri ân Thầy Kinh và con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ Nam Mô Bức Thà dạ. Không biết tiếng con có rớt, có dòng rôm được không ạ? Dạ, xa thú. Dạ. Nam Mô Bức Thà dạ. Từ mẫn con thành kính cúi đầu đảnh lễ Sư Trí Đức, Tuệ Đức, Thầy Kinh, Quý Chư, Biết Cô Tu Nữ trong đạo tràng. Và con kính lễ tất cả
quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài. Cái phò nhỏ quá không thấy nè. Sata nu saya kamagara nu sayo pawagara nu sayo bhaktika nu sayo mana nu sayo titha nu sayo vichikicca nu sayo avicca nu sayo. Có bảy thùy miên, tìm miên, tâm tánh ngủ ngầm. Dạ, con không biết đọc từ đâu. Ái dục tùy miên, một ái dục tùy miên, hai ái hữu tùy miên, ba phận uất tùy miên, bốn ngã mạn tùy miên, năm tà kiến tùy miên, sáu hoài nghi tùy miên và bảy vô minh tùy miên. Dasa samyo chana ni kamaraga samyo chana rupa gara samyo chana arupa gara samyo chana batika sai samyo chana mana samyo chana dikti samyo chana silap Patabarama sa samyo chanang. Vichikicca samyo chanang. Uktakcha samyo chanang. Avicca samyo chanang. Sutang te. Theo kinh tạng có 10 thần thúc triền dây trói buộc. Một ái dục triền, hai ái sắc triền, ba ái vô sắc triền, bốn phận uất triền, năm ngã mạn triền, sáu tà kiến triền, bảy giới cấm thủ triền, tám hoài nghi triền, chín phóng dật triền và 10 vô minh triền. Dạ, con nghĩ là đã hết. Dạ, con đã đọc xong và kính tri ân quý đạo tràng và quý Châu Nguyễn đã bóp bài. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con xin xuống mít. Dạ, con xin kính đánh lễ ba ngôi tam bảo. Dạ, con xin kính đánh lễ chư tôn đức tăng ni. Con xin kính chào thầy kinh. Con xin kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài. Abharani dasa samyojanani kamaraga samyojanan pavagaga sam yo yanang patiga samyo yanang mana samyo yanang titti samyo yanang silapata para masa samyo yanang vichikicca samyo yanang tissa samyo yanang macca viya samyo yanang aviya samyo yanang apita me. Theo vi diệu pháp Abhidhamma có 10 thần thúc dây trói buộc khác. Một, liên ái duyên theo dục lạc. Hai, liên ái duyên theo kiếp sinh tồn. Ba, sân hận. Bốn, ngã mạn. Năm, tà kiến. Sáu, chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm. Bảy, hoài nghi. Tám, ganh tị. Chín, sang tham. Và 10, vô minh. Dasa, kilesa, lofo, doso,
moho mano thi vichikicca thinang uttacham ahivikam anuttapam. Có 10 ô nhiễm phiền não: 1 tham ái, 2 sân hận, 3 si mê, 4 ngã mạn, 5 tà kiến, 6 hoài nghi, 7 hôn trầm, 8 phóng dật, 9 không hổ thẹn tội lỗi và 10 không sợ hậu quả của tội lỗi. Asavadisu panetha kama phava namena tappa thukka tanha ati ati petta silapata paramaso idam satcha piniveso attavadu badanam cha tatha bhavatiti gata meva bhavuchati bhavuchati. Nơi đây trong sự phân loại các ô nhiễm vân vân, câu liên ái duyên theo dục và liên thái liên ái duyên theo kiếp sinh tồn, hàm xúc lòng tham ái dựa trên đó, cùng thế ấy chấp những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý và chấp thủ thiết linh hồn trường cửu, chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ, con xin đọc xong ạ. Con xin những mít người kế tiếp ạ. Xin cảm ơn trong những bốn bài ạ. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Di Đà. Kính lễ chư Tôn Đức Trung Lâm, thân chào tất cả quý vị. Chắc hát ai ha, chắc đọc đủ ha. Rồi, giờ quý vị chuẩn bị tinh thần cho hỏi đấu vui có thưởng nha. Đấu vui có thưởng. Rồi, cô thư ký đã mất rồi. Câu hỏi số 1. Câu số 1, sắc được tồn tại bao lâu so với tâm? Tại bao lâu so với tâm? Câu dễ ui ha. Ai đây? Cô Hồng Mai, câu này dễ quá, cho cô Hồng Mai lên lấy 10 điểm. Cô Hồng Mai đó rồi, giơ tay coi. Rồi, xa lắm, xa lắm. Dạ, để em suy nghĩ, thầy ơi, mới vô thầy kêu trước rồi. Dở nhất của thầy kêu trước, thầy chết rồi thầy ơi. Sắc được tồn tại bao lâu so với tâm? Nhờ quyền trợ giúp đó ông thầy. Dạ, chị Mát Ta trợ giúp chùm em, chị Mát Ta. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, con kính đảnh lễ Quý Sư, con kính đảnh lễ Quý Bảo Cô Tu Nữ, con kính đảnh lễ Cô Tu Nữ Phục Hạnh, con kính chào thầy và con kính chào toàn thể đạo tràng.
Dạ, con theo con nhớ thì sắc được tồn tại lâu hơn tâm 17 lần. Dạ, như vậy không biết có đúng hay không ạ. Dạ, một sắc thì tồn tại lâu hơn tâm 17 lần. Dạ, tức là một sát na tâm đó sanh lên rồi diệt đi, thì sau đó 17 lần như vậy rồi sắc mới diệt đi. Dạ, con hiểu là vậy. Dạ, con kính trả mít cho Ngài, cho Thầy. Đây, xa thứ, xa thứ. 10 điểm chính xác. Sắc tồn tại là chậm hơn 17 lần so với tâm, là tâm nó xâm diệt 17 sắc na thì sắc nó bị diệt hơn. Sa thấu. Giỏi quá, cô mới ta giỏi quá. 10 điểm. À, cho bông hoa lên đi ta tặng cô mới ta đi quý vị. 10 điểm đi. Rồi. Sa thấu. Cô Hồng Mai nhớ nha, nghe nhớ bài nha, kêu lên réo lên rồi xin quyền trợ giúp hoài là không được đó. Câu số 2. Sắc là hữu nhân hay vô nhân? Sắc là hữu nhân hay là vô nhân? Câu số 2, sắc là hữu nhân hay vô nhân? Dễ quá ha, dễ ội ha. Rồi ai đây? À, giờ mọi người trai đi. À, mời chánh tâm đi. Chánh tâm, sắc là hữu nhân hay vô nhân? Chánh tâm đâu, giờ bàn tay xinh đẹp lên coi. Bàn tay năm ngón, mất tiêu rồi, thêm ru rồi. Rồi, mời. Dạ, con xin kính chào đạo tràng, kính chào thầy kinh. Cho hôm nay thầy hỏi về sắc thì chắc con hơi quên rồi đó. Xin lỗi có nghe không ạ? Yeah. Sắc là hữu nhân hay vô nhân? Nếu ai à, hỏi về sắc à? Ây, hôm nay hơi khó nha. Để con nghĩ coi sắc là hữu nhân. Hữu nhân. Dạ, theo con nghĩ thì sắc là hữu nhân, thưa thầy. Có phải không thầy? Thầy có muốn con giải thích không? Sắc là hữu nhân. Hay là đúng, nếu mà cái đó đúng thì thầy cho con biết sắc là hữu nhân, còn nếu không đúng á rồi xuống mít. Thôi con xuống mít. Rồi, cái gì mỗi người cho thiện tâm, cho chánh tâm chứ. Chánh tâm mỗi người cho 1 trứng nghe. Mỗi người cho 1 trứng, mấy chục trứng quả re luôn. Rồi, bây giờ tới ai đây? Nguyên Như, rồi Nguyên Như lên cho biết sắc là hữu nhân hay là vô nhân, hay là hữu hữu nhân, hay là hữu vô nhân, hay là vô hữu nhân. Rồi Nguyên Như rồi, giơ tay lên, giơ cái bàn tay xinh đẹp lên coi. Giờ cho đang mời khoan á, để kêu Nguyên Như giơ bàn tay lên coi. Tôi bắt lại trốn luôn à. Rồi thôi, chánh tâm lên gỡ giống rồi, ngoài chánh tâm. Dạ,
Ok, là đỡ lấy chứng dịch, chứng dịch, chứng dịch rồi. Giờ con xin gỡ vốn hả thầy? À, bây giờ con hiểu rồi. Sắc thật sự là vô nhân, nó không có nhân, thưa thầy. Tại vì sắc pháp là vô, nó không thể nào mà hữu nhân được. Nó là vô ký, nên nó không phải là hữu nhân mà nó là vô nhân. Và sắc pháp là bất chi cảnh nữa, với nó nên nó không phải là hữu nhân mà nó là vô nhân. Dạ, con xin thầy nếu có gì thầy chỉ dạy thêm, mà con xin xuống bích thầy, thưa thầy. Xà thứ, xà thứ, gửi giống ai, gửi giống gửi giống 5 điểm là chính xác. Sắc là vô nhân, như sao hữu nhân được? Sắc pháp sao có nhân được? Những tham, những sân, những si, vô tham, vô sân, si thì sắc sao có nhân. Rồi, là câu số 2 ha. Gỡ được 5 điểm ha, hú hồn. Câu số 3. Năm thôi, bị thua hết câu rồi, nghe mà cho 5 điểm ha. Câu số 3, sắc là vô duyên hay hữu duyên? Sắc là vô duyên hay hữu duyên? Đi lên chưa? Sắc là vô duyên hay là hữu duyên? Dễ, ôi ha. Cái hai đây. Rồi, Hà Dương bằng tay xinh đẹp lên coi. À, lên trả lời sắc là vô duyên hay là hữu duyên? À đâu, im ru rồi. Rồi, mời. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ các cô tu nữ và con kính chào Thầy Kinh Đạo Tràng. Dạ con chưa nghe ai nói sắc là vô duyên á, thưa thầy, này lần đầu tiên con nghe. Thì chắc chắn sắc cũng phải vô duyên à, mà con hiểu cái từ vô duyên theo cái nghĩa của Phật Pháp nó là cái gì. Còn ngoài đời thì người ta nói người mà không có duyên dáng thì là vô duyên. Còn nếu mà sắc là hữu duyên thì tất cả các sắc pháp hay các tâm nó đều có đủ những cái điều kiện để sanh trưởng, do nhiều cái điều kiện, do nhiều cái duyên để có thể sanh khởi và hoại diệt. Thành ra nó không thể nào nó tự nhiên mà phát sanh, nó cũng phải đủ các điều kiện. Thì nếu mà đúng nghĩa nó thì con không biết cái chữ của thầy hữu duyên là gì, nên con không có khẳng định nó là sắc là hữu duyên hay không. Nhưng mà con chỉ biết các sắc pháp thì phải có những cái điều kiện của nó, có nhiều điều kiện để tạo thành, thì không có một cái sắc pháp nào mà tự đứng một độc lập một mình, mà nó phải có nhiều điều kiện nhân duyên để sanh khởi. Dạ. Con trao mic lại cho thầy, làm sao kể ra. Con không hiểu làm sao kể ra, làm sao theo thầy. Dạ thôi con trao mic lại cho thầy. Xà thú trúng điểm phần nữa, 5 điểm được đó. Ai lên bỏ tốt đây, ai lên bỏ tốt đây, lên coi. Thiện Vũ lên coi, bỏ tốt coi. Mời Thiện Vũ. Rồi, xin mời. Dạ, con xin kính đảnh lễ quý sư, con xin kính chào thầy Kim, con xin kính chào quý đạo hữu. Dạ, thưa thầy, thầy cứ hay nói là không có biết thì không được nói, nhưng mà cái này thì con nhớ là con chưa được học, nhưng mà theo con nghĩ đó, thì sắc nó cũng giống như Hà mới nói là sắc sanh ra thì phải có đủ duyên nó mới sanh ra. Thì con nghĩ là như vậy thì nó phải phụ thuộc vào 4 cái là sắc do nghiệp, hay là sắc do tâm, hay là sắc do vật thực,
hoặc là sắc do thời tiết. Dạ con có sai, con xin thầy sửa cho con ạ. Xà thú, xà thú ha. Là không biết, là không học, học lỗi. Chính xác, trả lời chính xác ha. Sắc do nghiệp tạo cũng có, sắc do tâm tạo cũng có, sắc do thời tiết tạo cũng có, sắc do vật thực tạo cũng có. Và bốn nhân sanh là bốn nhân tạo sắc pháp ha. Xà thú 10 điểm, 10 điểm. À, Tiền Vũ giỏi ha, Tiền Vũ nhớ bà giỏi. Rồi câu số 4, đối tượng của sắc là gì? Xin kể ra. Đối tượng của sắc là gì? Kể ra. Thanh Hoàng lên coi. Thanh Hoàng đối tượng của sắc là gì? Giơ tay lên coi. Học đã bây giờ mấy cái dễ ẩn thì ru trên trời. Chết rồi, cái này chết tôi rồi. Rồi, không cầm mic được luôn. Rồi, giờ tới Từ Mẫn. Rồi, cô Từ Mẫn. Cũng kỳ cụ trong rung. Lên cầm mic coi. Mời giơ cái bàn tay xinh đẹp lên coi. Rồi, mời, xa thử. Dạ thưa thầy, con lâu lâu con mới vô con dự thính mà con không có thuộc bài. Thầy tha lỗi cho con, nhưng mà theo con nghĩ thì là sắc, cái đối tượng của sắc là hình như đúng là ngũ uẩn đó bạch thầy. Bạch thầy kêu con kể ra về có đúng không, mà con nghĩ là ngũ uẩn là cái đối tượng của sắc. Dạ con xin xa thú, con xuống mất thì tại vì con cũng không có, con chạy sặc lờ vô. Dạ chắc rồi, xong rồi thầy, con xin xuống mất nhà quý đạo tràng ủng hộ thêm. Con xin xuống mất nhà xa thú. Rồi, mày cho cái tội là trốn học không học bài ha. Cầm hai tiếng dịch về luộc ăn đỡ. Rồi mời Nguyên Như bỏ lúc coi. Dạ thưa thầy, cái đối tượng của sắc là gì? Cái tâm thì nó biết cảnh, còn cái sắc đó nó đâu có biết cảnh được mà nó có đối tượng thưa thầy. Thành ra con xin trả lời là nó không thể biết cảnh, thành ra nó không có đối tượng. Dạ con xin xuống ạ. Đúng không quý vị? Đúng không? Alo. Đúng không quý vị ơi? Cho biết đi. Đúng. Xa thú 10 điểm ha. À, đúng như vậy, sắc thì sao có đối tượng nữa, sắc nó biết là đối tượng, sắc vô tri giác là sao có đối tượng được. Rồi như vậy là như lấy được 10 điểm ha, xà thử quá, xà thử trốn thành công và lên lấy 10 điểm xà thử. Rồi câu số 5. Sắc có thể bị diệt trừ do tu tập không? Sắc có thể bị diệt trừ do tu tập không? Câu số 5.
Rồi, sắc có thể bị diệt trừ do tu tập đâu? Câu này cũng dễ ổi ha. Rồi ai đây? À, cô Hồng Mai muốn lên gỡ dấu lại không? Còn ai muốn gỡ dấu không? Alo. Rồi, mời, mãi thua quá, giờ lên gỡ ha. Dạ, sắc có thể bị diệt trừ do tu tập không? Dạ, sắc không thể bị diệt trừ do tu tập ạ. À. Dạ, con biết như thế thôi ạ. À. Sao biết vậy? Sao cho là sắc không phải diệt trừ do tu tập? Dựa vào đâu? Chứng minh, giải thích cho nó nghe coi. Rồi, mời nó giải thích. Dạ, thì theo con biết đó, là sắc là vô nhân, nghĩa là vô ký, cho nên không thể bị diệt trừ do tu tập được ạ. À. Dạ đúng không thầy? À, đúng không vậy? Đúng không? Alo, cho biết đi. Xin cho biết sơ đoan đây. Ngọc Hồng Mai cho là sắc không thể bị diệt trừ do tu tập, đúng không quý vị? Đúng. Rồi, xà thủ chính xác 10 điểm ha. Sắc không thể bị diệt trừ do tu tập. Tu tập chỉ diệt trừ những cái phiền não thôi, chứ không có diệt trừ tu tập đó. Thành ra mình nói mình tu tập mình diệt được này, những sắc này sắc kia là tào lao ha. À, rồi, đó là 7 lời 10 điểm ha. Xà thú quá. Sướng hơn này về ngủ ngon ha. Bị hụt dịch quá, chán quá. Câu số 6. Câu số 6. Sắc tứ đại là gì? Hãy nói bản chất của từng loại. À, cái này dễ quá, cái này mà thuộc bài là nói ngon lành, giải thích ngon. Sắc tứ đại là gì? Hãy nói bản chất của từng loại. Rồi, hai đây. Mời cô Beta đi, cô Beta lên làm cái lấy 10 điểm nữa cho cô Beta. Mời cô Beta giơ tay nói giải thích rồi cho bà con phải học hỏi rồi chứ. Cô Beta đâu rồi? Rồi, sao hữu cô? Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con cũng hiểu biết hạn hẹp lắm thầy, cũng không có, con cũng không biết có nói đúng theo pháp hay không, đúng theo con không có dám. Dạ con đọc lại câu hỏi: sắc tứ đại là gì, hãy nói bản chất của từng loại. Dạ con nói phần thứ nhất, sắc tứ đại là gì? Dạ, sắc tứ đại là, đó là đất, nước, lửa, gió, là bốn cái sắc căn bản. Nói về đất, tức là địa. Tức là cái bản chất cứng mềm rồi lửa, đất, nước trước, và đất rồi bây giờ tới nước, tức là thủy, thì có cái tính chất là kết dính.
rồi đến lửa là quả, thì nó có tính chất là nó tạo nên cái nhiệt lượng trong cơ thể, và ấm, sự ấm áp lạnh, đó là quả, và đến gió phong, và đó là cái sự di chuyển ở trong cơ thể, như gió từ ở ngoài vào, gió ở dưới lên, gió ở trên xuống, gió ở trong hãy nói bản chất của từng loại. Dạ, con nói bản chất là như vậy. Dạ, con hiểu như vậy, không biết có đúng hay không. Dạ, con xin trả mic cho thầy ạ. Rồi, xa thứ. Dạ, mời thêm vị nữa để nói cho con lần nha. Rồi mời cô Nhung, cô Nhung giải thích thêm nha, bổ túc thêm cho nó đầy đủ, bởi vì cái này nó cũng rất là quan trọng ha. Rồi, mời cô Kim Nhung coi. Giơ tay được không? Nãy giờ té lên té xuống hoài nha. Vô thử coi. Rồi, kẹt rồi, kẹt mic rồi. Rồi, Chính Tâm. Rồi, mời Chính Tâm lên, cái này dễ quá. Chính Tâm lên giải thích rồi cho ngon lành cho bà con. Rồi, mời Chính Tâm. Dạ, yeah, con xin kính chào thầy Kinh. Dạ, yeah, con xin bổ túc thêm câu hỏi của cô Mít Tà nãy nói. Để coi cái câu hỏi lại. Sắc tứ đại là gì? Hãy nói bản chất của từng loại. Dạ, yeah, sắc tứ đại là loại là đất, nước, lửa, gió. Và bản chất của nó, đất là chất cứng mềm, nước là cái sự kết dính, và lửa là cái sự nóng lạnh, và gió là cái sự di chuyển. Đó là những cái bản chất thể của nó. Thì đó là trong cái câu hỏi thầy hỏi, là con xin trả lời hết ạ. Dạ. Ơi, xa thứ. Mà nãy thấy ai giơ tay nữa không ta? Nãy thấy ai mới giơ tay lên rồi rụt xuống này. Cô Dung hả? Rồi, mời cô Dung. À, mời Từ Mẫn lên trước ha, mời Từ Mẫn. Dạ. Dạ thưa thầy, con xin tiếp nối cái câu hỏi mới vừa đến, sắc tứ đại là gì đó thầy. Dạ con xin đổi xích Kim Nhung. Dạ, con hơi lỡ tai như vậy. Sắc tứ đại là gì? Hãy nói bản chất của từng loại. Thưa thầy, sắc tứ đại có bốn là địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Thì con thấy cái này ở đây có bản chất của từng loại địa đại là trạng thái cứng mềm, là cái sự trong thân có cái sự cứng mềm, là cái sự thành tựu cũng có hứng của cái sự hứng chịu của cái sự cứng mềm. Và cái đó là cứng là đất, thủy là nước là cái chất kết dính, cái chất có thể lỏng như một loại kim loại, cái chất nước nó trở nên kết hòa tụ lại để kết dính lại. Và cái đó là thủy là nước. Và
còn quả đại, tê chô là quả đại là cái hơi nóng, cái hơi nóng, cái sức nóng trong người như âm dương, cái trạng thái nóng và lạnh cũng như là nóng để làm cho nó chín, để làm cho nó ấm áp trong người. Và đó là cái cách, cái hơi nóng và cái quả đại trong cái hơi nóng trong người, đó là nói về quả đại. Còn nói về là phong đại là cũng giống như xích của cô Metta nói là cũng đúng, là phong đại là cái hơi gió thì theo cái hơi thở và cái trạng thái di chuyển căn phòng, cái hơi trong người ra, đó là cái phong đại thì làm ra căng rồi rung động, làm cho cái áp lực và của cái sắc pháp đều có nguyên cái tố của gió. Thì con biết được nhiều, con nhớ nhiều, được con nói nhiều, con chỉ biết vậy thôi bạch thầy, con xin bổ túc thêm như vậy thôi. Và có gì xin thầy chỉnh sửa lại, hoặc là xích Kim Nhung lên cúng bộ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, con xin cảm ơn đạo tràng, con xuống mít. Xà thứ. Rồi con Kim Nhung có muốn lên đóng góp không? Kim Nhung đó là lên thử mic luôn. Cô Kim Nhung có nghe không? Alo. Rồi mời cô lên đóng góp cái câu đó cho nó đầy đủ. Dạ, alo ạ, dạ con kính đảnh lễ và ngôi ta bảo. Dạ con sư với cô tu nữ, dạ con kính lễ thầy, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ nãy giờ con cứ nghe câu được câu mất, thành ra là con cũng không có nghe rõ. Nhưng mà con thấy chị Metta nói đúng về bản chất, thì đất là cứng mềm, nước là chảy ra, dạ, lửa thì nóng lạnh và gió thì lay động, dạ, nhưng mà nếu mà nói theo đó là bản chất thì như vậy. Nhưng mà mình nói tỉa thì về đất thì trạng thái của nó là cứng mềm, phận sự của nó là về bảo trì, duy trì và thành tựu của nó chịu. Dạ, còn nhân gần của nó thì nó có ba đại ngoài ra là nước, lửa, gió. Còn về nước thành nó là xảy ra quyền, phận sự của nó là làm cho sự tiến hóa, thành tựu là sự siết lại quyến tụ. Vậy có đất, lửa, gió. Còn về lửa thì nó có sự nóng và sự lạnh, sự nóng lạnh rồi phận sự làm cho chín nhừ. Thành tựu của nó cũng làm cho mềm, cho chín, rồi ấm và lạnh, nóng và lạnh. Rồi nhân gần của nó thì cũng có đất, nước, gió. Còn về gió thì thành tựu của nó là cái sự lay động, phận sự của nó là cái sự khua, sự lôi kéo. Thành tựu của nó cũng bị lôi kéo đi. Và nhân gần của nó là có đất, nước, lửa. Thì đó là tứ ý nghĩa của đất, nước, lửa, gió, là bốn thành phần của tứ đại ạ. Dạ, con có ý kiến như vậy, con kính tri ân thầy, con xin xuống mic ạ. Xà thứ ha, đầy đủ ha, nhưng lên trình bày đầy đủ ha, rất là xà thứ. Rồi, như vậy là chúng ta có những cái... tứ đại về bản chất của nó như thế nào và tứ ý nghĩa nó ra sao ha, chúng ta có đầy đủ ôn bài lại ha, chứ không có gì hết ha. Rồi tất cả đều được chung chung là 7 điểm sao hữu.
Rồi câu số 7. Câu số 7. Ngoài sắc tứ đại ra còn chắc nào kể ra? Ngoài sắc tứ đại còn các loại sắc nào kể ra? Rồi câu này cũng dễ rồi ha. Câu này lấy coi ai đây. Thiền Vũ, mời Thiền Vũ coi. Thiền Vũ lên. Ngoài cái sắc tứ đại ra còn sắc nào kể ra giùm cái coi. Đâu mất rồi. Rồi chạy ra chạy vô rồi té rồi chạy chạy vô rồi mời mời lên mời Thiền Vũ nha. Dạ con xin kính đảnh lễ quý sư, con xin kính chào thầy Kim, con xin kính chào quý đạo hữu. Dạ thưa thầy, ngoài sắc tứ đại ra thì còn có 24 sắc y đại sinh nương theo sắc tứ đại chia làm các loại. Thứ nhất là sắc thần kinh, là gồm có 5 sắc thần kinh: thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt và thần kinh thân. Rồi nhóm thứ hai là sắc cảnh sắc, thì có sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị. Và nhóm thứ ba là sắc, thì gồm có sắc tính nam, sắc tính nữ, rồi có bốn cái loại sắc nữa là sắc ý vật, sắc vật thực, sắc mạng quyền, sắc hư không, rồi có sắc biểu chi là thân biểu chi, khẩu biểu chi, có những cái sắc đặc biệt như là khinh, nhu, thích nghiệp, và một cái nhóm sắc tứ tướng là sinh, tiến, dị, diệt. Tổng cộng nó có 24 sắc y đại sinh nương theo 4 sắc tứ đại, nên về sắc thì mình có tất cả là 28 sắc. Dạ con xin thầy sửa cho con ạ. Đúng không quý vị? Alo, đúng không? Cho biết đi. Alo, alo. Đúng không? Đúng không? Xà thứ 10 điểm, xà thứ. Nhưng mà hỏi Thiền Vũ thêm câu nữa ha. Giờ, ví dụ như giờ một người nam thì có được bao nhiêu sắc? Người nữ có được bao nhiêu sắc? Rồi, mời Thiền Vũ giải thích thêm cái nữa cho lấy thêm 10 điểm nữa. Dạ, con xin kính đảnh lễ quý sư, con xin kính chào thầy và con xin kính chào quý đạo hữu. Dạ, thưa thầy, vì trong cái sắc tính là có sắc nam và sắc nữ, nên nếu người nam thì họ chỉ có tổng cộng là 27 sắc, cũng giống như người nữ bình thường là chỉ có đủ 27 sắc, nghĩa là mỗi người mà bình thường về giới tính là sẽ chỉ có 27 sắc à. Con xin thầy sửa cho con. Xà thứ hai chính xác ha, học bài kỹ lưỡng chính xác ha. Xà thứ 10 điểm với 10 điểm là 20 điểm rồi ha. Hôm nay là Thiện Vũ là đọc giải quán quân 20 điểm. Rồi. Rồi, xà thứ rồi câu số 8. Câu số 8. Sắc nào là sắc thực tính, sắc nào là sắc phi thực tính? Sắc nào là sắc thực tính, sắc nào là sắc phi thực tính? Kể ra. Rồi, mời Nguyên Như lên lấy 10 điểm nha. Lấy 10 điểm kể ra cho ngọt ha.
chính xác là xin mời. Tôi như coi lại cái mic chưa cầm mic, chưa có cầm mic, không có nghe gì hết trơn. Alo, cầm mic lại đi. Rồi, mời làm lại. Này chắc cái số không được 10 điểm cầm mic không được, tức quá lấy không được 10 điểm, tức quá hả. Giơ tay lại có được không, cho là cho thêm một cái cơ hội cuối cùng, giơ bàn tay lên coi lấy lại 10 điểm coi, hay là Photoshop nó không cho, nó không cho 10 điểm. Rồi, kẹt thiệt rồi, cái này là kẹt cứng rồi. Yeah. Bây giờ cái này cái là lạ chút xíu rồi. Tina, nãy giờ Tina trốn tốt gì vậy? Tina, mời Tina lên. Đã rồi, con này lấy 10 điểm rồi. Tina nó rồi. Nguyên Như lên lại hả? Rồi, mời Nguyên Như trước nha. Tina đợi câu sau nha. Hello, hello. Dạ thưa thầy, nghe được con chưa ạ? Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, nó kẹt mất. Cái câu hỏi là sắc nào là sắc thực tính, sắc nào là sắc phi thực tính? Dạ, con trả lời sắc thực tính thì gồm có 5 sắc thần kinh và 7 sắc cảnh giới, đúng không thầy? Sắc thần kinh thì có sắc thần kinh Hello, dạ, có nghe con được không ạ? Có sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân. Rồi có tứ đại là đất nước gió lửa. Rồi có sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị. Còn sắc phi thực tính thì nó giống như là 16 sắc tế, là nước, sắc tính nam, sắc tính nữ, sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc hư không, sắc thân biểu tri, sắc khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp, sắc sinh, sắc tiếng, sắc dị, sắc diệt. Cái chỗ hồi nãy con đọc lộn là không phải đất nước gió lửa mà chỉ có đất gió lửa thôi, không có tính nước. Nước là vô trong cái 16 cái sắc phi thực tính. Còn cái 7 cái sắc thô đó là đất lửa gió, với lại sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị. Rồi 5 cái sắc thần kinh là sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân. Cái đó là thuộc loại sắc thô hay là sắc hay là gọi là sắc thực tính. Dạ con xin xuống ạ. À.
Đúng không quý vị? Đúng không quý vị ơi? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Không, chính xác rồi. Không lấy được 10 điểm rồi. Không rồi. Nguyên Như nói trật rồi. Bắt lộn chi pháp rồi. Mời cô... Gì đây? Chánh Tâm vô tay ha. Rồi, mời Chánh Tâm. Dạ, yeah, con xin lên lấy lại 10 điểm nha thầy. Nãy có 5 điểm, bây giờ phải lấy lại 10 điểm đó. Dạ, yeah. Thưa thầy, nếu mà để con đọc lại cái câu hỏi, sắc nào là sắc thực tính, sắc nào là sắc phi thực tính kể ra, thì sắc thực tính thì gồm có địa, thủy, hỏa, phong, sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân. Về hình cảnh thì có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. Về sắc tính thì có tính nam, sắc tính nữ. Và về sắc ý vật, sắc mạng quyền và sắc vật thực là điều gọi là sắc thực tính. Từ sắc hư không trở đi là sắc hư không, thân biểu chi, khẩu vi chi, sắc đặc biệt, sắc kinh nhu, các thích nghiệp. Và sắc tứ tướng là sinh, tiếng, dị diệt. Thì đó lại là sắc phi thực tính. Dạ, con xin hết ạ. Con xin xuống mít ạ. Dạ, thưa thầy, hồi nãy con kể là sắc thô với sắc tế, phải không thầy? Còn sắc thực tính là 18 cái thực tính ở trên, rồi 10 cái thực tính ở dưới. Là con xin nói lại là từ cái sắc hư không xuống đến cái sinh, tiếng, dị diệt, phải không thầy? Sao đúng vậy? À, hỏi đường nói nẻo vậy, ăn cục vịt lộn là không có gì mà không có gì mà quan ức không có gì à, có gì à, ăn vịt lộn không có gì quan ức rồi Hồng Mai giơ tay gì đây, rồi mời Hồng Mai. Dạ, cái thực tính, dạ con, để con đọc lại câu hỏi. Sắc sắc nào là sắc thực tính, sắc nào là phi thực tính kể ra, thì sắc thực tính gồm 18 và phi thực tính gồm 10. Thì thực tính sắc thực tính là từ đất, nước, lửa, gió, năm sắc thần kinh, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc cảnh giới, sắc thinh, khí, vị. Giới tính là nam nữ, đến ý vật, mạng quyền và vật thực. Còn sắc phi thực tính là từ giao giới, sắc biểu tri, thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc đặc biệt, khinh, thích nghiệp. Sắc tướng là sinh, tiếng, dị, diệt. Dạ. Dạ, như vậy dạ, đúng không thưa thầy? Rồi, xa thú này, copy lại của người ta. Chánh Tâm nói trước rồi, lên nói lại. Chánh Tâm là gỡ vốn được 10 điểm rồi, Chánh Tâm xa thú. Rồi, cô Hồng Mai cho 7 điểm. Rồi, 7 điểm Chánh Tâm đó rồi. Rồi, xa thú kệ, cũng hoan hỷ ha. Hoan hỷ này cũng giỏi rồi ha. Giỏi rồi, 7 điểm, 10 điểm là Chánh Tâm gỡ được 10 điểm. Cô Hồng Dung gỡ, cô Hồng Mai gỡ được 7 điểm. Ơi xà thử, xà thử nói lần nhớ luôn ha, bây giờ ha. Nguyên Như này uống lộn thuốc là bắt lộn quẻ, bắt lộn quẻ lãnh hai chứng bị lộn về trời. Chịu khó nha, gỡ vốn nha, chuẩn bị tinh thần. Nguyên Như gỡ vốn lại ha. Vậy điểm đúng rồi, người ta nói trước rồi mình nói lại thôi. Rồi, câu số mấy là số 8, bây giờ là câu số 9 nè. Câu số 9. Sắc thần kinh gồm những sắc nào? Và mỗi loại có bao nhiêu sắc tông xanh? Câu này chết nè, câu này chết nè ha. Sắc thần kinh gồm những sắc nào? Và mỗi loại có bao nhiêu sắc tông xanh?
thư ký đâu rồi? Cô thư ký post bài nó mất rồi. À đây, sắc thần kinh gồm những sắc nào và mỗi loại có bao nhiêu sắc đồng xanh? Rồi, Nguyên Như muốn lên gỡ dấu không? Muốn lên gỡ dấu không? Hay là người khác? Nguyên Như đâu rồi? Có muốn gỡ dấu không? Hay là gỡ không được, lấy anh bị lộn nữa, chết nữa. Rồi, chắc là anh nói rồi. Cô Meta lên con này được không? Cô Meta lên lấy 10 điểm con này được không? Cô Meta đâu rồi? Con này hơi khó phải không? Cái gì? Mời Chánh Tâm chà, Chánh Tâm này ngon đó, mình lấy thêm 10 điểm nữa. Giờ Chánh Tâm với Nguyên Như này là Chánh Tâm có nhường không? Chánh Tâm có nhường Nguyên Như gỡ không? Đồng ý không? Đồng ý cho biết. Tâm dừng ha, rồi dừng cho Như còn lấy được 10 điểm thôi nha. Rồi mời Như. Dạ thầy, nếu mà Như không lấy được thì nhường lại cho sư huynh luôn không sao. À, sắc thần, thầy hỏi là sắc thần kinh gồm những sắc nào? Thì sắc thần kinh thì gồm có sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần thiệt, sắc thần kinh thân. À, sắc thần kinh nhãn thì có hai thành phần là thành phần phù trần căn và tinh sắc. Thì phù trần căn thì gồm có chính sắc là 8 sắc bất ly cộng với sắc mạng quyền. Cái phần tinh sắc thì nó gồm là có 10 sắc, gồm có chính sắc là sắc bất ly cộng với sắc mạng quyền mới kể ở trên, cộng thêm cái sắc thần kinh nhãn. Cái thằng thần kinh nhĩ thì nó gồm có 10 sắc, gồm có 8 sắc bất ly, một cái sắc mạng quyền, một cái sắc thần kinh nhĩ. Rồi thứ ba là thần kinh tỷ thì gồm có 10 sắc, tức là 8 sắc bất ly, một cái sắc mạng quyền, một cái sắc thần kinh tỷ. À, thứ tư là thần kinh thiệt thì gồm có 10 sắc, gồm 8 sắc bất ly, một sắc mạng quyền cộng với sắc thần kinh thiệt. Rồi kế tiếp là sắc thần kinh thân thì cũng có 10 sắc, gồm có 8 sắc bất ly cộng một sắc mạng quyền cộng với sắc thần kinh thân. Dạ, câu trả lời của con là như vậy thưa thầy. Dạ. Đúng không quý vị? Alo, đúng không? Alo. Đúng không? Chính xác ha, chính xác. Xà thứ nhóm 10 ha, nhóm 10 sắc ha. À, mình học rồi mình ôn lại, mình nhớ chính xác vậy ha. À, rồi như vậy là lại gỡ vốn được 10 điểm không? Xà thứ. Rồi giờ là ngủ ngon ha, hết ấm ức rồi ha. Hết ấm ức rồi, xà thứ. Rồi câu số 10 là câu chót luôn nha, câu số 10. Một người đi kinh hành, hai chấm. Một người đi kinh hành, hai chấm. A nhỏ, sự chuyển động phát sinh do sắc nào và do nhân duyên nào? Chấm hỏi. B nhỏ, khi bước chân tới có cảm giác nặng thuộc sắc gì? Bước chân tới có cảm giác nặng thuộc sắc gì? Rồi, C nhỏ, khi đụng chân xuống đất, cảm nhận cứng, lạnh,
thuộc sắc gì? Rồi, câu này liên hệ đến pháp hành nha, câu này hấp dẫn nha. Mọi người đi kinh hành ha, thì đó câu A, câu B, câu C, cái gì đọc cho kỹ ha. Khi mà mọi người đi kinh hành thì cái sự chuyển động phát sanh do sắc nào, do nhân duyên nào. B là khi bước chân tới cái có cảm giác nặng nặng thuộc sắc gì. C là một khi đụng chân xuống đất cái cảm nhận cứng lạnh vân vân thuộc sắc gì. A là câu số 10. Ai tình nguyện giơ tay lấy 10 điểm coi. Rồi, mời Nguyên Như, mời sẵn sàng tôi rác lấy 10 điểm ha. Dạ thưa thầy, cái câu này anh Chánh Tâm giỏi hơn con mà con thử trước. Thầy hỏi cái câu là khi sự một người đi kinh hành là mình đang tập thiền mình đi, thì cái sự chuyển động phát sanh á, con gọi đó là thân biểu tri. Khi mà nó đi thì nó dùng cái thân, nó di chuyển là thân biểu tri. Khi mà do sắc nào thì con thấy khi mà cái mình nhúc nhích cái thân mình giơ chân lên á, thì cái đó là yếu tố của gió. Chuyển động phát sanh là yếu tố của gió. Cái gió nó moving, nó di chuyển. Cái số câu B là khi chân bước tới có cảm giác nặng, nặng nhẹ, thì nó thuộc là yếu tố của địa đại, sắc, một trong bốn cái sắc tứ đại. Khi mà chân đụng xuống, cảm giác nóng lạnh. Nóng lạnh thì cái này là thuộc về hỏa đại, thưa thầy. Dạ, con thấy được nhiều đó, con xin xuống ạ. Rồi, chào thú. Rồi, mời thêm quý vị. Chưa được, rồi, chưa được rõ. Mời tiếp. Này này, Chánh Tâm đi, Chánh Tâm lên lấy điểm tiếp kìa. Mời Chánh Tâm. Dạ, con xin kính chào đạo tràng, kính chào thầy Kinh ạ. Dạ, con xin để câu hỏi. Một người đi kinh hành, sự chuyển động phát sinh do sắc nào và do nhân duyên nào? A, sự chuyển động phát sinh là như có nói là cái thân biểu chi, và do sắc nào thì đó là do cái sắc gió nó sự di chuyển, và do nhân duyên nào là do cái tâm sắc tâm, cái tâm muốn đi nên có cái sự phát ra cái thân biểu chi và sắc là cái sự gió. Và khi bước chân tới thì là khi bước chân á, là cái bước chân là cái ý muốn, là cái tâm, và bước chân có cảm giác nặng là thân thân biểu chi, và cảm giác nặng là thuộc về đất, cảm giác nặng là thuộc về sắc đất. Và khi đụng chân xuống đất thì cảm nhận cứng lạnh, thì cảm nhận cứng lạnh á, thứ nhất cứng lạnh, cứng là đất và lạnh là cái sự lửa. Thì đó là vừa thuộc sắc gì thì thuộc hai loại, là thuộc chất cứng và chất lửa. Dạ, con xin hết ạ. Con xin xuống mic ạ. Rồi, xa thấu. Rồi, cô Kim Dung có đóng góp gì không? Cô Kim Dung đâu rồi? Lên đóng góp cả coi. Có gì hay nữa không? Có gì hay không? Mời cô Kim Dung. Dạ, alo ạ. Con thưa thầy, Chánh Tâm con cũng nói cũng như Chánh Tâm ạ. Cũng là cái câu A thì là sự chuyển động là do chi có gió. Rồi khi mà thân mình chuyển động thì nó có sắc tâm. Và cái do nhân duyên nào thì là do cái niệm và có tác ý mà mình muốn bước. Và cũng, rồi về cái thứ B là khi bước chân tới thì có cảm giác nặng là sắc gì, thì nặng là đất. Nhưng mà nó cũng có gió, nó cũng có thân biểu chi và cũng có cái niệm mình mới bước tới. Rồi C là khi đụng chân xuống đất thì cảm nhận cứng lạnh thì thuộc đất.
và ngoài ra nó cũng phải có cái gió và có cái thân biểu tri nữa, là cái ý bốn bước là cái niệm. Dạ, đó là câu góp ý của góp ý thấy chính tâm phát biểu là con thấy cũng đầy đủ ạ. Dạ, con kính tri ân thầy, cảm ơn đạo tràng, con xin xuống mic ạ. Ơi, xa thứ ha. Ai cũng trả lời là đúng ha. Nguyên nhân hơi thiếu chút xíu là như thiếu cái chỗ do nhân gì duyên gì ha. Tức là một người đi kinh hành thì cái sự chuyển động thì thuộc về thân quý đi, đúng ra như là phát sanh do chất gió, tức là bản thể gió. Mà cái bản thể gió này nó phát sanh được là do tâm tạo, tức là sắc do tâm tạo. Và lúc cái tâm khởi lên muốn đi thì nó phát sanh để chất gió. Thì cái sắc pháp này, chất gió này phát sanh là do tâm tạo. À, là câu A ha, là mình biết ha. Là câu B, mà khi mình bước chân tới đó, tức là khi mình dơ cho mình bước tới, khi mình bước tới nó hạ chân xuống, nó có cảm giác nặng vậy đó. Thì cái sự nặng nhẹ đó là thuộc về bản thể đất, thuộc về chất đất. À, là chính xác vậy ha. Rồi khi mà đụng xuống đất cái đó, thì mình cảm nhận cứng cứng, đất cứng. À, thì cái đó cũng là bản thể đất luôn. Rồi mình có cảm xúc được cái lạnh nóng này kia nọ thì nó thuộc về lửa. À, thì như vậy là cái vấn đề phát sanh trong cái một cái bước lẫn đi thôi đó, là chúng ta có thân quy đi có ha, gió có ha, tâm tạo có ha, rồi bước chân là nặng nhẹ là có đất ha, rồi có lửa có đất có ha. À, thì như vậy những cái chính là nó đã có những cái hiện tượng phát sanh trong một bước đi một. Thì như vậy khi chúng ta đi kinh hành mình phải làm sao mình thấy được tất cả những cái pháp này, thấy như chân như thật, thì như vậy mới gọi là đi kinh hành ha. Còn mình đi mình đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6 là phải trái đó, là mình chỉ là thấy thực tế thôi chứ không có thấy được gì hết. Rồi như vậy xa thứ ha, hôm nay mình học được 10 câu ôn bài ha. Rồi như vậy do phước quý báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sống cái trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả tháng. Mô Tha Giá, Nam Mô Tam Mai, Nam Mô Sang Khà Giá. Rồi xin trả mic lại cho MC. Dạ, sa thú, kính cảm ơn thầy kinh. Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sa thú lành thai. Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính tri ân thầy kinh đang giả giảng dạy bài học hôm nay cho những câu hỏi để ôn bài, để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, một lần nữa, đạo tràng thành kính tri ân thầy kinh. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, con không biết đại đức Pháp Tăng có trước máy không bạch sư? Nếu đại đức Pháp Tăng có trước máy cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uttamange na vande hang ba da phang sum varu tamang buddhayo kalito do so buddho khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi sần ngay chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cuối xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Vua ta mạng ghê là quanh đê hăng thầm anh cho đức quý thân và răng thầm mê vô khá li tô đổ sô thầm mô thầm mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xác tội lỗi ấy cho con. Ua ta măng ghê là quanh đê hăng sẵn khanh cha đu vi thốt ta măng sẵn khê vô kỳ tổ đô sơ sẵn khô
tham mặt đầu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã quên tăng bảo cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lệnh lễ cung tịnh đại đức pháp trang từ bi phúc trước cho đạo tràng ạ. Con kính dâng mít chánh sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ơn đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ thượng tọa Quán Không đại đức. Không có đại đức. Cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đại tràng và xin an chào chư tu nữ và chư Phật tử. Giờ đây chúng con xin được phép đại diện chư tôn đức tăng để Pavatusa Pamangalanga Tantusa Badevatasa Pavata Nukhave Nasada Sati Pavantute Pavatusa Pamangalanga Tantusa Badevatasa Pavata Nukhave Nasada Sati Pavantute Pavatusa Pamangalanga Tantusa Badevatasa Pavata Nukhave Nasada Sati Pavantute sa thuộc sa thú lành thai và bạch sư hôm nay anh thành sư cái máy của sư đã trở lại bệnh cũ ở đó bạch sư và mới đầu nghe còn rõ rõ tí xíu là nhỏ nghe nhỏ xíu á và đạo tràng có nghe như vậy không ạ hay là do tại máy Nhật Quỳnh để có thể biết được sư biết được để cho sư chỉnh máy ạ. Dạ cảm ơn đạo tràng.